chào mừng các ứng viên có mặt tại công ty cổ phần LMK Việt Nam. Sau khi tìm hiểu nguyện vọng của các ứng viên, bộ phận chăm sóc khách hàng công ty cổ phần LMK Việt Nam mong muốn định hướng và tư vấn tốt nhất cho bạn. Mục tiêu chung của công ty cổ phần LMK Việt Nam là luôn nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, khuyến khích tất cả ứng viên tham gia. Công ty cổ phần LMK Việt Nam đang thực hiện công tác đào tạo đa ngành nghề với tiêu chí nhanh nhất, chất lượng nhất. Đáng chú ý, ngành nghề cơ khí và xây dựng được xem là hai ngành nghề thu hút phần lớn các ứng viên tham gia. Chương trình đào tạo ngành cơ khí và xây dựng được LMK đặt tiêu chí nhanh, chính xác, khẳng định tay nghề. Ứng viên theo học các ngành này sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên ngành thực tiễn để có kỹ năng nghề nghiệp và năng lực giải quyết vấn đề để có thể làm việc và sáng tạo trong mọi môi trường lao động thích ứng với môi trường làm việc của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chương trình đào tạo tại trung tâm LMK Việt Nam rút ngắn tối đa, chỉ còn 1 tuần đến 10 ngày giúp các ứng viên tối ưu hóa quỹ thời gian cá nhân. Bước 1, đến công ty cổ phần LMK Việt Nam, ứng viên sẽ được giới thiệu về công ty, được tư vấn về giá trị của nghề như thế nào. Bước 2, nhập học, đào tạo và làm các thủ tục đúng quy trình. Sau khi được tiếp đón, ứng viên sẽ được hướng dẫn làm hồ sơ, hướng dẫn nhập học, được học ngoại ngữ tùy thuộc theo yêu cầu của từng đơn hàng. Bước 3, đào tạo tay nghề. Tại bước này, ứng viên sẽ được hướng dẫn quy trình 5S bao gồm sàng lọc công việc, sắp xếp công việc, đặt thời gian hoàn thành cho từng công việc, kỹ năng liên kết, phối hợp để giải quyết công việc theo hệ thống, tự kiểm tra tổng thể quá trình làm việc và nghiệm thu kết quả, hoàn thành mục tiêu đúng thời hạn. Tiếp theo, ứng viên sẽ được hướng dẫn nâng cao ý thức an toàn lao động, học lý thuyết, học thực hành. Trong suốt quá trình đào tạo, các giảng viên có kinh nghiệm tốt sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết nhất, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc. Hướng đến việc sở hữu các bài thực hành tốt, công ty sẽ đào tạo tay nghề theo từng giai đoạn. Giai đoạn 1, test tay nghề, sàng lọc phân loại tay nghề. Giai đoạn 2, đào tạo nâng cao trước xuất cảnh. Giai đoạn 3, chuẩn đầu ra và hoàn thiện chương trình đào tạo. Việc xây dựng chuẩn đầu ra, từ đó điều chỉnh chương trình đào tạo sao cho sát với thực tế là một nhiệm vụ rất quan trọng của công ty cổ phần LMK Việt Nam. Ứng viên chỉ cần bỏ ra quỹ thời gian rất ngắn để hoàn thiện kiến thức, hoàn thiện và nâng cao tay nghề theo sát thực tế công việc. Chúc các bạn có được một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Chúng tôi luôn đặt niềm tin vào bạn.